Yo, hello, what's up chào em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đấy mọi người nha. Xin anh em hơi thở mặt trời mình đây, từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay, chưa video cho anh em xem video, vẻ đầu video nhìn xùm like và một đăng ký kênh của channel phát triển nhạc của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình săn cốt quà và vui chơi sự kiện mới của game hơi thở mặt trời anh em. Đó, hôm nay để xem bên game chúng ta có gì ngon, có gì hot nào. Update đội hình luôn, xem này chúng ta có đột phá gì mới không. Điện nó qua đi rồi, như giờ có còn lại chuyến tàu vô hạn rồi. Ok, vượt đội nào. Bên này có quả cốt gì mới không nhỉ? Lượm qua đây anh em. Thành tựu 200 rồi. Nhiệm vụ diệt sát quỷ hôm nay tôi có hoàn thành qua một số nhiệm vụ anh em. Sáng rảnh ngồi nhận luôn, là hoàn thành luôn được một số nhiệm vụ. Nói chung thì cũng ok thôi. Cũng ok thôi các bạn. 50 mảnh SR khởi đầu game. Ok, lượm nào. Bên này có quả cốt gì mới không ta? Nghe phát biết là anh em. Trưa nay có content chung mới nhá, chắc chiều tôi cập nhật các bạn sau. Hiện tại thì chúng ta có sự kiện web vinh danh top 10 lì xì hả? Giờ mắt máy chủ mới. Tung bộ hiếp cốt dùng chung. Ok, chúng ta hai có hai core đe mới này, các bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập. Core đe thì hết hạn là 2 đã nha, một cái là HTST 100k like với cả 100k member đó. Như hết rồi anh em. Về thư diệt sát quỷ chung tay. À, có quà chung tay đặt mốc hoàn hai lộc này anh em này, 3k kim cương. Ủa bữa nay chúng ta không full đúng không? Bây giờ check được không nhỉ, đi check lại cái sự kiện hái lộc xem nào anh em. Cái sự kiện hay lộc giờ mới làm check này được không ta, đi đi quay lại check cái sự kiện hay lộc coi các bạn. Tôi sợ giờ nó đóng rồi anh em. Fan cứng liên đoàn ba lì xì có đẹp tuần mới đâu nhỉ, cái sự kiện bữa chúng ta đâu nhỉ. Đây, chuỗi sự kiện. Đâu ta? À, đây 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 anh em. Đây, lộc đồng nam đây. Tham gia sự kiện. Mấy tầng còn còn mở còn vào được web không? Kết thúc rồi nhưng mà vẫn vào được anh em nhé, khá là ngon anh em, khá là thích cái kiểu game như này anh em. Đấy, các bạn có thể vào sao check lại được cái sự kiện các bạn. Tổng quà chúng ta là 1m dưới đúng không nhỉ, 100 kim cương, 300, 400, 900, 1k9, 3k. Ủa, có gì đó lẫn lộn đây nha, từ 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 anh em. Rồi thôi xong rồi, lại phải kéo lại từ đầu à. Ui giời ơi, hết hơi mãi mới tìm thấy cái bài viết, lại phải kéo lại từ đầu các bạn. Thêm tí nữa, thêm tí nữa anh em. Một xíu nữa bạn, một xíu nữa sắp tới rồi. Đây. Thẻ lệ. Rồi ok. Cái quà này là quà ALL, quà quà chung tay góp sức này là cộng dồn, nhưng đây không cộng dồn thì phải các bạn. Đây 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 các bạn. Phần 3 là sự kiện chung tay hái lộc này anh em này. Cùng cùng nhận quà năm mới. Tất cả người chơi sẽ hái lộc mốc 100, 200, 300, 500, 1k, 1k 1m dưới, sẽ nhận quà toàn server. Tất cả các mốc quà sẽ không cộng dồn và phát sau 72 giờ sau khi kết thúc. Ô kìa. Lưu ý phần thưởng sẽ chỉ tính mốc cao nhất đạt được chứ không kết sau kết thúc và không cộng dồn. Oh my god, thì ra là vậy các bạn, hóa ra là quà không cộng dồn. Làm tôi bữa đi cộng bảo cho này được 78 cả chục ca kim cương, được bảo nhà phát hành chưa lớn thế, hóa ra quà không cộng dồn anh em. Ok, vậy là chúng ta đạt được mốc 1 1 mét rồi à? Xong một ít thế à? Chỉ được 1 mét dưới anh em. Ok thôi thì của ít nó nhiều, của nhiều là không có nhiều chơi nhiều thôi.
có sao xài vậy, mình tiết sao giờ các bạn, ngậm ngùi thôi. Ok, xem nào, mở quà nhà phát hành xem là có gì ngon. Trời ơi, à đây, Sabito. Rồi, mấy bằng hội các bạn. Lai nhẹ cái, rồi. Một cá tư à. Để bút tốc lên anh em. Tam bot nào. 21m. 31m, ok à. Nào thế. 23m. Ok, sao mà ảo thế nhỉ? Tôi bỏ qua xem nào. Sao mà đam lúc ảo, ảo rượu vậy, lúc đường lúc không vậy. 719k. À. Đã hiểu các bạn. 3m9. Nên là để máy tướng này đang sau, xong để máy tướng đấy đam đang trước thì chắc là đam to hơn các bạn. Zenitsu. Ok, chưa kịp để chứng minh đây lượt cuối đánh rồi. Đó, nhìn nếu mà để hai tướng ấy đằng sau thì có vẻ đam to hơn đấy các bạn. Ok. Thôi, đam bot xong được rồi. Xem nào, 93 quỷ ấn. 202 quyển anh em, ngon lành. Anh quanh anh em đang hết nhiệm vụ rồi các bạn, giờ một chuyến tàu vô tận nữa này. Chuyến tàu vô tận bên này đi có gì ngon không đây? Ok các bạn. Set up lại cái đội hình. Ok, chắc tôi cày đấy anh em nhé. Vượt xong tôi quay anh em coi. Ok các bạn, hạ boss nào. Ok, hôm nay giải dối đánh boss thôi. Chào, rồi. Đột phá lực chiến. Biết một đứa ăn được không hay là phải hai lượt anh em. Để bút nộ là đồ bạn bê bút nộ là mình tăng khiên anh em. Lại hồi khiên ngon lành. Cầm nặng nào, cầm nặng. Được bao ba tướng, ba tướng, bốn tướng anh em. Bốn tướng cầm nặng. 800k. Đây đi xu đâu, công ty 2m9 anh em. Căng thế nhờ. Một mét dưới. Có vẻ ấm áp hơn rồi các bạn. Ui, toàn thế. Toàn thế nhờ. Hay quá các bạn, 7m9. Nó phải như vậy ấy. Nó cũng cứ phải là như vậy ấy. Ui, căng đấy. Zenitsu. Zenitsu đâu.
1m2. Victory. Không rất đồ gì anh em. Nhiệm vụ diệt sát quỷ này xong. Ok, hôm nay thì anh em tranh thủ làm mấy cái nhiệm vụ thôi. Nói chung thì cũng sương sương thôi anh em. Bao nhiêu dương? 33 dương à. Ok, hôm nay thì cập nhật qua tình quả cáp vui chơi sự kiện thôi. Thì clip chắc là kết thúc đã. Hẹn anh em tiếp theo nhé. Đừng quên like, share của channel. Giờ thì bye.